Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có dịp đi qua Vũ Lễ. Vũ Lễ là một xã thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nước Việt Nam, nằm ở vùng Đông Bắc Bộ. Với diện tích 39,41 km², với dân số năm 2019 tổng cộng 5.502 người, với mật độ 140 người trên km². Xã có mệnh chính là 06373.